bạo lực là công cụ duy nhất, liệu Tô có dám nới lỏng thỏng lọng khi ngồi ngôi tổng hay không? Tô Lâm lên làm tổng bí thư không như những người trước đó. Tô Lâm lên ngôi bằng cách đánh cướp chứ không phải là người được chọn. Khi ông Nguyễn Phú Trọng mới lên tổng bí thư, ông không có kẻ thù, nhưng vì tham vọng lấy lại vị thế đã mất về văn phòng Trung ương Đảng, nên sau đó vũ đài chính trị Việt Nam mới hình thành hai thế lực kèn cựa nhau suốt gần 5 năm trong nhiệm kỳ 2011-2016. Ngôi tổng bí thư lẽ ra thuộc nhóm Nghệ An, sau khi Tổng Trọng qua đời nhưng do Tô Lâm làm phản nên đã làm xáo trộn tất cả. Nhóm Nghệ An thất thế nên im lặng chịu đòn, tuy nhiên mầm họa với Tô Lâm thì vẫn còn đó. Dù Vương Đình Huệ đã ngã ngựa nhưng Nghệ An vẫn còn hai ủy viên Bộ Chính trị và hàng chục ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có một số nhân vật đang vận động để được vào Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sau. Ngoài ra, nhóm Hà Tĩnh cũng đông đảo không hề kém. Ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí Thư chắc chắn sẽ dùng quyền lực chèn ép hai thế lực này để dọn đường cho thế lực Hưng Yên lớn mạnh. Lợi ích của nhóm Hưng Yên lớn bao nhiêu thì lợi ích bị tước đoạt của hai nhóm lớn này cũng sẽ lớn bấy nhiêu. Có thể nói Tô Lâm ngồi ghế Tổng Bí Thư trong bối cảnh có rất nhiều thế lực đang trực chờ cơ hội để giật lại những gì đã mất. Trong giới quan sát và phân tích chính trị, nhiều ý kiến cho rằng Tô Lâm lên ngồi đồng nghĩa với thời kỳ công an trị thắt chặt hơn. Nhưng cũng có ý kiến lạc quan cho rằng Tô Lâm sẽ là nhà cải cách, sẽ nới lỏng hơn với thời ông Trọng. Lúc này thì vẫn còn quá sớm để mà kết luận, tuy nhiên dựa trên những diễn biến đang diễn ra trên vũ đài chính trị, vẫn có thể dự đoán phần nào chính sách của Tô Lâm. Có thể ông Tô Lâm muốn buông vũ lực để xây dựng hình ảnh một tổng bí thư cởi mở, ít đánh đấm với đồng chí và gần dân hơn. Có thể thấy điều này thông qua những hoạt động gần đây của ông. Tuy nhiên, hoàn cảnh chính trị có cho phép ông thực hiện điều đó hay không lại là câu chuyện khác. Tô Lâm là một vị tướng nhớ âm thầm nuôi quân, chờ thời cơ tạo phản, đồng thời ông dùng lợi thế bạo lực cách mạng để gom góp các tử huyệt của đối thủ chính trị vào thành một kho dữ liệu. Chính vì cách làm này, ông Tô Lâm đã đốn ngã hàng loạt nhân vật lớn để độc chiếm ghế tổng bí thư. Như vậy, liệu ông Tô Lâm có thể buông bỏ lợi thế và sức mạnh của mình được hay không? Nếu buông bỏ, Tô Lâm dùng đức để đối đãi với đồng chí thì điều này chẳng khác nào từ bỏ sở trường để chọn sở đoản. Khi đó, Tô Lâm sẽ bị các thế lực đánh bật ra khỏi chiếc ghế tổng bí thư này. Theo những thông tin nội bộ mà Thời báo.de có được, ông Tô Lâm đang thực hiện chính sách chấn lột các lãnh đạo đã ngã ngựa. Cụ thể là với cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm buộc ông Phúc phải nhả một phần tài sản để đổi lấy điều kiện không bị truy tố hình sự. Đây không phải là cách làm nhân đạo với đồng chí mà đang thịt đồng chí. Cách làm này vẫn gây thủ chuộc oán chứ không phải thêm bạn bớt thủ. Ông Tô Lâm đang có trong tay bộ máy tuyên truyền khổng lồ, có thể Ban Tuyên giáo sẽ vẽ cho ông một mặt nạ vì dân, nhân ái với đồng chí. Tuy nhiên, sự thật phía sau chiếc mặt nạ này mới là vấn đề. Tuyên giáo có thể qua mặt dân, những người thiếu thông tin, chứ không thể qua mặt các đồng chí của ông, đặc biệt là những nạn nhân đang bị ông chấn lột. Với Tô Lâm, bạo lực là công cụ duy nhất để chiếm ngôi, thì đây cũng là công cụ duy nhất để ông ta giữ ngôi. Rất khó để Tô Lâm thực hiện tham vọng trở thành một tổng bí thư được lòng đảng như ông Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin bạo lực là công cụ duy nhất, liệu Tô Lâm có dám nới lỏng thỏng lọng khi ngồi ngôi ông tổng hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tô Ân Sô tháo chạy khỏi phủ chủ tịch, thế lực mới đang nhen nhóm trỗi dậy. Vào ngày 4 tháng 9, Văn phòng Trung ương Đảng công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm tướng Tô Ân Sô làm trợ lý của Tổng Bí thư Tô Lâm và phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư. Hiện ông Tô Lâm là ông chủ của Ban Bí thư, như vậy Ban Bí thư quyết cũng chính là Tô Lâm đã quyết. Ông Tô Ân Sô mới chuyển từ Bộ Công an sang Phủ Chủ tịch chưa lâu thì nay lại tháo chạy sang Văn phòng Tổng Bí thư.
Tô Lâm ở đâu thì Tuân Sô sẽ ở đấy. Khi Tô Lâm kéo đồ đệ ra khỏi phủ chủ tịch cho thấy dấu hiệu Tô Lâm sắp rút khỏi ghế chủ tịch nước. Như vậy là hiện nay người của Bộ Công an đang tụ về văn phòng Trung ương Đảng ngày một đông. Chuyển đến cơ quan này sớm nhất là tướng Nguyễn Duy Ngọc để dọn đường, thực hiện các bước chuẩn bị cho Tô Lâm đến sau. Giờ ông Tô Lâm đã trở thành chủ nhân của văn phòng Trung ương Đảng, thì ông kéo đồ đệ thân tín sang phục vụ mình. Ở chiều ngược lại, Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư, rất có thể sẽ phải chuyển từ Ban Bí thư sang phủ chủ tịch. Nhiều nhà quan sát dự đoán, thời gian tới cánh quân đội sẽ hình thành liên minh mới, còn Tô Lâm thì công an hóa Ban Bí thư để mà củng cố vững chắc cho chiếc ghế mà ông ta đang ngồi. Việc nhà ghế chủ tịch nước là một bước nhượng bộ của Tô Lâm. Bởi nhà chức này ra thì quyền lực của ông không suy giảm, vì thế chủ tịch nước chỉ nặng tính nghi lễ, không thực quyền. Tuy nhiên, với cánh quân đội, nếu họ giành được ghế chủ tịch nước và hình thành được liên minh giữa người đứng đầu phủ chủ tịch và người đứng đầu Bộ Quốc phòng, thì liên minh này có thể gây bất lợi không nhỏ cho Tổng Bí thư Tô Lâm. Dư luận trước đây quan tâm đến vị trí chủ tịch nước vì sợ xui xẻo liên tục có những người chủ chiếc ghế này, chứ không phải quan tâm đến quyền lực mà chiếc ghế này đem lại cho họ. Bởi chức vụ chủ tịch nước thiên về nghi lễ bị xem là hữu danh vô thực. Chính vì vậy, chủ nhân chiếc ghế này có danh mà không có thực quyền nên rất dễ bị sổ đổ. Tuy nhiên, một khi ghế này rơi vào tay phe quân đội thì rất có thể phe nhóm này sẽ toan tính để hình thành lên một thế lực mới cân bằng với quyền lực của Tô Lâm hiện nay. Với việc Tuân Sô chuyển từ phủ chủ tịch sang văn phòng Tổng Bí thư cho thấy ông Tô Lâm bị buộc phải nhường một phần quyền lực, đồng thời trên chính trường đang nhen nhóm hình thành một thế lực mới. Nếu thành công, thế lực này có thể cân bằng quyền lực với Tô Lâm. Ông Tô Lâm đã chiếm cái ghế Tổng Bí thư bằng cách sử dụng Bộ Công an nên đã gây thù chuốc oán với rất nhiều thế lực khác trong Đảng. Muốn an vị trên ngôi báu, ông phải tiếp tục dùng Bộ Công an để mà kiểm soát đối thủ, những kẻ muốn hạ bệ ông ta. Thậm chí ông cần phải dự đoán kẻ thù trong tương lai và ra tay triệt trước. Phe quân đội có thuận lợi rất lớn, đó là công an không được xen vào, không được điều tra. Do đó, công cụ mà Tô Lâm sử dụng rất hữu hiệu để hạ bệ các thế lực khác sẽ không còn có tác dụng với quân đội. Chính vì hiểu rõ điều này nên ông Trọng đã kéo tướng Lương Cường về trấn giữ Ban Bí thư, ngăn chặn các đòn tấn công của Tô Lâm với ban này. Chỉ tiếc ông Trọng chám lỗ hổng này chưa lâu thì đã qua đời. Yếu điểm duy nhất của phe quân đội là manh mún, không đoàn kết. Chính vì thế mới để Tô Lâm, phe công an vượt lên. Đây là cơ hội để phe quân đội lấy lại vị thế. Nếu không làm lúc này thì rất khó có được cơ hội tốt hơn. Vì nếu để Tô Lâm có thời gian củng cố lực lượng, muốn lại lấy lại vị thế thì sẽ rất khó khăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tuân Sô tháo chạy khỏi phủ chủ tịch, thế lực mới đang nhen nhóm trỗi dậy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de